Há hốc trước những nghề nghiệp kỳ lạ thời xưa nay đã tuyệt chủng. Có thể bạn sẽ cho rằng đây là những nghề nghiệp kỳ lạ, nhưng đa số người thời xưa đã từng dựa vào nó để kiếm sống. 1. Nhân viên vệ sinh hoàng gia. Đúng như tên gọi của công việc, người làm việc này phải đảm bảo công tác vệ sinh cho nhà vua và việc lau rửa sau đó, bao gồm cả đi đại tiện. Theo tiêu chuẩn hiện nay thì việc này sẽ được xem như vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên thời xưa thì vị trí này lại có ảnh hưởng rất lớn về mặt chính trị do việc thân cận và sở hữu các thông tin cá nhân quan trọng của nhà vua. Thậm chí, một số người làm công việc này dưới thời Henry thứ 7, Henry thứ 8 đã được phong tước hiệu hiệp sĩ và giám sát chính sách tài chính của quốc gia. 2. Người báo thức. Ngày xưa, việc đi gõ cửa để đánh thức mọi người vào mỗi sáng sớm là một công việc thực sự ở Anh. Để chắc chắn mọi người không trễ giờ đi làm ca tại các công xưởng đồn điền, một người sẽ có nhiệm vụ đánh thức những người khác vào buổi sáng sớm. Người này có thể do ông chủ thuê, cũng có thể do những người công nhân tự thuê, để gọi họ dậy đúng giờ. Những người báo thức thường trang bị cho mình một công cụ là một chiếc gậy tre dài. Mỗi sáng, họ sẽ dùng gậy đập liên tục vào cánh cửa sổ phòng ngủ của người công nhân khi để đánh thức. Nhiều người còn sử dụng một loại vũ khí đặc biệt với những viên đạn, chính là hạt đậu khô để bắn vào ô cửa sổ, tạo ra tiếng báo thức. Dịch vụ người báo thức khá phổ biến cho đến tận thập niên năm 1930 ở nhiều vùng tại nước Anh. 3. Người điều khiển quạt trần. Ngồi yên dùng tay để giật là những từ để mô tả công việc mang tên điều khiển quạt trần. Không phải là công việc nguy hiểm, nhưng nó lại khiến người ta buồn chán đến ghê người. Trong suốt thời gian nước Anh cai trị Ấn Độ và Pakistan, quạt trần là một phát minh rất được ưa chuộng, giúp người ta xua tan đi cái nóng rất oi bức của vùng nhiệt đới đất nước này. Tuy nhiên, vì chưa được hoàn thiện, nên quạt trần thời đó chưa có khả năng tự động hóa hoàn toàn và giữ cho quạt chạy liên tục, nên phải một người chuyên đứng im và giật điều khiển cho quạt chạy liên tục. So với công việc xưa của những người nô lệ phải thường xuyên quạt mát cho chủ nhân của mình, thì việc này có lẽ còn kinh khủng hơn. Vì suốt ngày dài chỉ ngồi im một chỗ mà tiền lương nhận được thì vô cùng ít ỏi. 4. Người đi tìm phương chó. Trong số chúng ta có bao nhiêu người cho rằng phương chó rất tinh khiết và có khả năng tẩy rửa, nhưng người xưa lại tin rằng thợ thuật da rất quý trọng phương chó. Lý do là bởi khi phủ một lớp phương chó lên những tấm da thuộc, chúng sẽ nhanh mềm, khô và có thể khử sạch mùi hôi trên da.